Anh Mở Mở xin thân chào các em nha. Hôm nay anh Mở Mở sẽ giới thiệu cho các em một cái sản phẩm, đó chính là một cái quạt đeo cổ nha các em. Gọi là quạt vòng cổ. Đây, hình nha các bạn em. Cái này, cái quạt này thì nó có 3 màu là màu trắng, màu hồng và màu xanh. Xanh lá đậm nha các em. Đây. Đây là cái hộp của nó. Thì khi mà các em mua một sản phẩm như thế này thì nó sẽ có cái dây sạc micro USB. Thì đây là một cái dây sạc mà gọi là rất là phổ biến. Thì đây là cái thành phần chính của cái quạt này. Thì là cái cây quạt nha các em. Đây. Thì các em thấy nè, nó hút gió nè, đây nè. Nó hút gió trong đây, rồi nó thổi vô đây. Thì cái phần mà gió thổi lên á là nó thổi như thế này. Thì khi mà các em vòng vô cái cổ á thì nó sẽ thổi lên cái mặt mình á là nó rất là mát. Và bây giờ là anh Mở Mở sẽ bật thử nha, cái nút nguồn là bên đây nè các em. Rồi, anh sẽ bật thử cho các em nghe cái độ gió của cái quạt này nha. 1 2 3 Đó, đây là chế độ gió mạnh nhất nha các em. Và 4, thêm 1 lít nữa là nó sẽ tắt. Rồi, tuyệt vời. Một sản phẩm này thì chỉ có giá khoảng 100k hơn thôi nha các em. Rất là ngon, bổ rẻ. Em nào mua hàng thì liên hệ với anh qua số điện thoại 0387728778, hoặc là đường link mua hàng Shopee anh để ở dưới phần mô tả nha các em. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại các em trong những clip lần sau. Bye bye các em.